Thưa quý vị và các bạn, Thương hiệu quốc gia là chương trình duy nhất của chính phủ nhằm xây dựng quảng bá hình ảnh thương hiệu quốc gia thông qua việc xây dựng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Do vậy, việc các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia được vinh danh tại lễ công bố mới chỉ là bước khởi đầu. Sau đó, doanh nghiệp phải tiếp tục nỗ lực để bảo vệ thương hiệu để sau 2 năm bình chọn lại. Chương trình thương hiệu quốc gia lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2008, chỉ có 30 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia. Đến năm 2016, chương trình được tổ chức lần thứ 5 đã có tới 88 doanh nghiệp được vinh danh. Tại Việt Nam, những đóng góp của doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia vào nền kinh tế không hề nhỏ. Tổng doanh thu năm 2015 của các doanh nghiệp này đạt hơn 662.000 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ và đóng góp vào cho ngân sách nhà nước khoảng 59.000 tỷ đồng. Để duy trì và phát triển được giá trị của danh hiệu thương hiệu quốc gia, các doanh nghiệp cần cả quá trình nỗ lực không ngừng để có được chỗ đứng vững chắc, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Để xứng đáng với danh hiệu mà nhà nước đã trao tặng, cũng như lòng tin của người tiêu dùng gửi gắm, đồng thời đáp ứng được các giá trị cốt lõi của chương trình là chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong, các doanh nghiệp cần hướng tới việc đảm bảo uy tín chất lượng sản phẩm thông qua hệ thống sản xuất, quản trị kinh doanh tiên tiến, hiện đại, tài chính minh bạch, lành mạnh. Để giữ vững cái niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu, Hòa Phát luôn luôn cập nhật và đầu tư những công nghệ mới nhất để đưa vào sản xuất nhằm tạo ra những cái sản phẩm có chất lượng ngày càng cao, đưa tới tay người tiêu dùng những sản phẩm có giá cả cạnh tranh. Nhiều sản phẩm có chất lượng cao đã xuất khẩu ra nhiều nước và được bạn bè quốc tế đánh giá cao về mặt chất lượng như thép xây dựng, ống thép, nội thất. Qua đó thì góp phần xây dựng cái hình ảnh thương hiệu sản phẩm của Hòa Phát nói riêng, của Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới. Việt Nam đã gia nhập nền kinh tế thế giới với các hiệp định song phương và đa phương. Đây là cơ hội cũng là thách thức, do đó cần có sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp bước vào sân chơi quốc tế. Các thương hiệu của Việt Nam cần bước đi và nỗ lực lớn để hội nhập vào khu vực và quốc tế. Theo một số doanh nghiệp lần đầu tiên đạt thương hiệu quốc gia chia sẻ, trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, doanh nghiệp trong nước buộc phải nỗ lực đầu tư cho sản phẩm, dịch vụ có thế mạnh riêng, xây dựng và phát triển thương hiệu không chỉ nhằm mục đích kinh doanh ngắn hạn của doanh nghiệp mà cả là một sự đầu tư lâu dài và bền vững cho tương lai. Việc đạt được danh hiệu đã khó và việc giữ và duy trì được cho những năm tiếp theo và lâu dài thì càng khó hơn. Và cũng nhận thức được vấn đề như vậy thì ban lãnh đạo của PTI chúng tôi cũng tuyên truyền và phổ biến đến cho tất cả những cán bộ của PTI, vì chúng tôi luôn xác định rằng họ luôn những cán bộ của PTI luôn là những đại sứ thương hiệu của PTI, và khi họ nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của những giải thưởng thì họ sẽ có thêm những trách nhiệm của mình trong công việc để làm sao giúp cho toàn bộ PTI chúng tôi đem được những cái dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Sau lễ công bố thương hiệu quốc gia, Bộ Công Thương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để xây dựng thương hiệu vươn tầm quốc tế. Khi doanh nghiệp có thương hiệu đạt giá trị quốc tế thì sẽ mang lại cho hình ảnh của cả doanh nghiệp và chương trình thương hiệu quốc gia. Hầu như là các doanh nghiệp của chúng ta được công nhận đều đã có một cái sự chuẩn bị rất là cẩn thận. Đặc biệt là những doanh nghiệp mà có những doanh nghiệp đạt 5 lần thì là chứng tỏ một cái quá trình đi theo, đồng hành cùng với nhà nước. Các cái doanh nghiệp khi tham gia đều rất là hiểu các cái giá trị mà chúng ta đang nói đến ở đây là chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong, và đều có một cái mong muốn là tham gia vào chương trình này thì đại diện cho hình ảnh quốc gia, có nghĩa là chúng ta đang đi hàng đầu trong việc đưa hình ảnh của đất nước ra thế giới, đến người tiêu dùng, các đối tác trên toàn cầu bằng hình ảnh của thương hiệu sản phẩm, bằng cái uy tín của doanh nghiệp. Chương trình thương hiệu quốc gia lần thứ 5 năm 2016 vinh danh 88 doanh nghiệp. Con số này đã tăng lên nhiều so với lần vinh danh đầu tiên năm 2008, nhưng vẫn khiêm tốn so với con số trên 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay. Mặc dù là một nền kinh tế năng động, nhưng đến nay Việt Nam vẫn còn ít thương hiệu mang tầm quốc gia và quốc tế. Từ năm 2017 trở đi, chương trình thương hiệu quốc gia sẽ có nhiều sự thay đổi để phù hợp với sự thay đổi của thị trường, nền kinh tế và quá trình hội nhập. Có thể chương trình sẽ đổi mới bộ tiêu chí xét chọn của doanh nghiệp, các giá trị cũng như được cân nhắc thay đổi để có thể thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia hơn nữa. Về phía các doanh nghiệp cũng cần nâng cao vị thế tiên phong của mình trên thị trường trong và ngoài nước để xứng đáng vai trò đại diện điển hình cho thương hiệu quốc gia Việt Nam.